Bộ Thông tin và Truyền thông xin thông báo, thuê bao của quý khách sẽ bị khóa 2 chiều trong 2 giờ nữa. Để biết thêm chi tiết xin vui lòng ấn phím 0. Bộ Thông tin và Truyền thông xin thông báo, thuê bao của quý khách sẽ bị khóa 2 chiều trong... Nghe à? Alo? À, dạ vâng, em chào anh nhé. Anh nhận được thông báo như thế nào mà kết nối qua trung tâm bên em, cần bên em hỗ trợ gì không ạ? À, anh không hiểu tại sao thông báo ngừng thuê bao của anh. Em ở đâu á? Em ở bên đâu vậy? Dạ vâng, bên em là trung tâm viễn thông của Mobifone đấy ạ. Anh nhận được thông báo gì của Bộ Thông tin này, anh có thể nói rõ hơn được không ạ? Báo là sẽ ngưng khóa 2 chiều gì đó, anh nghe đâu thì đâu. À, dạ vâng, tức là mình, anh nhận được thông báo là số thuê bao của anh bị khóa 2 chiều ạ. Đúng rồi. Lý do sao vậy ta? À, dạ vâng. Để kiểm tra thì họ tên của anh là gì đấy ạ? Ủa? Đã biết thông tin số thuê bao của anh mà còn hỏi họ tên của anh là sao ta? Tức là anh nhận được thông báo của Bộ Thông tin và Truyền thông, thông báo xuống cho anh là số thuê bao của anh bị khóa 2 chiều. Thì bên em là nhân viên chăm sóc khách hàng, thì bên em cần xác minh lại thông tin của số thuê bao này để đối chiếu trên hệ thống để biết xem lý do số thuê bao của anh tại sao lại bị khóa anh nhé. À vậy hả? Vậy thôi khỏi cần nha. Tụi em lừa đảo quá. Ba cái trò vớ ba vớ bẩn này cứ lừa đảo hết người này tới người khác. Bộ Thông tin và Truyền thông xin thông báo.